Bạn đang bí ý tưởng làm nội dung video marketing, bạn đang tìm những cái giải pháp để xây dựng thương hiệu cá nhân, bạn muốn có cho mình một cộng đồng khách hàng tiềm năng thật lớn về cho kênh của mình. Vậy thì video này dành cho bạn, Nguyễn Anh Tùng sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta tìm ra từ khóa, tìm ra ý tưởng để làm ra những nội dung không giới hạn, những cái nội dung giúp cho kênh video chúng ta phát triển và thu về một lượng khách hàng tiềm năng thật lớn. ok như chúng ta đã biết thì video marketing là chúng ta cần phải làm ra những cái sản phẩm thông tin mang lại những giá trị cho người dùng và người dùng ở đây chính là cái đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng ta có thể chuyển đổi họ trở thành khách hàng tiềm năng họ ở trong cái kênh của mình đúng không ạ và từ đó trên cái hành trình chúng ta trao giá trị giúp đỡ cho họ bằng những cái video marketing tiếp theo và chuyển đổi họ trở thành khách hàng mua hàng vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể trao giá trị cũng như xây dựng cộng đồng cho mình và thu hút họ đến với kênh của mình đó chính là mình phải nói cái điều mà họ muốn nghe nói cái điều mà họ đang tìm kiếm vậy thì mình tìm cái điều mà họ đang tìm kiếm ở đâu thì dưới đây là những cách thức mình sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm điều mà khách hàng đang tìm kiếm và chúng ta hãy cùng xem trên giao diện trên màn hình mình sẽ chia sẻ cho các bạn à, cách đầu tiên đó chính là chúng ta sử dụng công cụ youtube search ok cách sử dụng youtube search thì đơn giản thôi chúng ta vào youtube và các bạn vẫn rất là thân quen với cái ô chúng ta gõ tìm kiếm ở đây đúng không ạ nó có chữ search và đây chính là điều mình muốn nói và khách hàng mục tiêu của mình họ cũng thường làm như vậy chính chúng ta và khách hàng mục tiêu của mình cũng vậy đúng không ạ họ tìm điều gì họ muốn tìm điều gì thì họ sẽ vào đây họ gõ tìm kiếm ví dụ mình là một người mong muốn là mình sẽ tìm những cái từ khóa ví dụ như là phun xăm chẳng hạn đi mình mong muốn tìm những cái giải pháp để có thể phun xăm đúng không một chị em nào đó mong muốn tìm cái cách phun xăm này thì mình sẽ gõ cái từ khóa là cách phun xăm rồi chỉ đến đây thôi mình không enter các bạn nhé khi các bạn gõ đến đây rồi thì youtube sẽ gợi ý cho bạn danh sách những cái từ khóa mà người dùng đang gõ vào ô youtube search đó các bạn thấy không ạ cách phun xăm lông mày cách phun xăm cho người mới bắt đầu đó, hướng dẫn phun xăm lông mày đúng không ạ? tự học phun xăm tại nhà đúng không ạ đó, cách phun xăm tạo hạt đấy các bạn thấy không ạ đây là những cái vấn đề những cái điều mà khách hàng mục tiêu chúng ta mong muốn và họ đang gõ xuống đây đấy ạ. Vậy thì việc của chúng ta là hãy copy những cái từ khóa này, lưu lại và chúng ta biến nó thành những ý tưởng và mình sẽ nói về những cái nội dung này. Vậy thì khi mà chúng ta nói cái điều mà khách hàng uh, họ đang tìm, khách hàng họ ta muốn nghe đúng không ạ? thì đó là cái điều chúng ta hấp dẫn được cái khách hàng mục tiêu của mình. Đó, các bạn có thể copy và hoặc là để bấm vào đây, bấm vào cái nút report uh, search đúng không ạ Các bạn bấm vào đây nút nhỏ xíu này đó Ok sau đó các bạn uh, bôi đen lại Ctrl C copy hoặc là chuột phải chọn copy sau đó các bạn có thể lưu về trong cái file Excel của các bạn để theo dõi cái từ khóa nha và các bạn có thể tìm ra thật nhiều các từ khóa khác dựa trên các từ khóa gốc này ở đây mình gọi cái từ cách phun xăm này là một từ khóa gốc và các bạn có thể tìm thật nhiều các từ khóa gốc này ra để được youtube gợi ý nhé và từ khóa gốc là những cái từ mà nó liên quan đến cái ngành nghề dịch vụ của các bạn các bạn gõ xuống đây thường thì nó sẽ rơi vào hai từ hoặc là khoảng ba từ thôi chúng ta gõ trong khoảng từng đấy từ để chúng ta có thể tìm được thật nhiều cái từ gợi ý hơn mình gõ dài quá thì sẽ rất là ít cái từ gợi ý các bạn nhá đó hoặc là ví dụ mình mong muốn tìm về bất động sản thì chẳng hạn mình sẽ gõ cái từ đất nền đúng không ạ mình tìm cái cơ hội để đầu tư về đất nền thì mình sẽ gõ đất nền đúng không đó thì tương tự ở đây thì youtube cũng gợi ý cho mình những từ khóa liên quan ở bên dưới đó ví dụ những cái từ khác ví dụ như là chăm sóc da đó và rất nhiều cái từ khóa này các chị em đang gõ xuống hàng ngày đó chính là điều chúng ta sẽ cần phải nói và trao giá trị và hướng đến những cái nội dung mà người dùng đang tìm kiếm ở đây đó và cách thức copy như vừa rồi mình mới chia sẻ đúng không ạ rồi ok và trên đây chính là cái công cụ hoàn toàn miễn phí à, giúp cho các anh chị em không phải mất chi phí gì à, để chúng ta có thể lấy được cái ý tưởng đó, bằng những cái công cụ mà YouTube gợi ý cho chúng ta từ cái người dùng cũng như cái khách hàng mục tiêu mà họ gõ hàng ngày cho các bạn nào ok và tiếp theo một cái công cụ thứ hai đó chính là uh, google keyword planner đó, các bạn có thể gõ cho mình đó, có cái đường link là ad google com đường link này mình sẽ để trong phần mô tả các bạn bấm vào nhá mình đã có cái tài khoản rồi Ờ, mình chỉ cần bấm nút đăng nhập thôi các bạn chưa có tài khoản thì các bạn bấm nút bắt đầu ngay nhá hoặc là bấm nút đăng ký đấy ạ à. bấm nút bắt đầu ngay rồi sau đó các bạn điền các thông tin vào đây đó về cái này yêu cầu là chúng ta sẽ cần phải có một cái email gmail và cái cách thức đăng ký rất đơn giản thôi bởi vì khi mình đã có tài khoản rồi mình bấm vào nút đăng ký thì nó sẽ chuyển luôn đến cái giao diện cái uh, trang của mình đó, vào đây tài khoản của mình nhá à, rồi Tiếp theo là các bạn bấm vào cái nút tên là Tool and Setting đúng không ạ? Các bạn bấm vào đây. Tiếng Việt thì nó sẽ là công cụ đó và cài đặt Tool Setting. Rồi ở bên dòng bên trái, planning các bạn nhìn xuống bên dưới nó có cái chữ keyword planner, các bạn bấm vào đây. Keyword planner. Rồi giao diện sẽ chuyển cho chúng ta đến cái bước này. Các bạn bấm vào Discover new keyword đúng không? Ạ? Các bạn bấm vào đây nhá. Đó, tính là khám phá từ khóa mới bấm vào rồi và đây chính là cái ô chúng ta gõ tìm kiếm cũng tương tự như YouTube search và đây cũng là một cái ô search ở trên cái công cụ ở Google Ads đó và những cái gì mà khách hàng của chúng ta khách hàng mục tiêu chúng ta họ gõ hàng ngày ở trên Google thì nó sẽ tổng hợp hết ở đây đó và chúng ta hiểu rằng là cũng giống như thói quen của chúng ta mà thôi đúng không mình không biết cái điều gì đó mình tìm một cái giải pháp mình tìm một cái địa danh mình tìm một cái phương án nào đó hay mình tìm bất cứ điều gì mình thường lên Google đúng không ạ thì tất cả các thứ đó sẽ được tổng hợp ở đây các bạn chỉ việc gõ cái từ khóa gốc các bạn sẽ được uh, Google Ads sẽ gợi ý cho bạn các từ mà người dùng đang tìm kiếm rồi tương tự mình sẽ gõ cái từ uh, ví dụ như chị nám chẳng hạn đi mình mong muốn sẽ tìm một cái từ khóa gốc Từ cái từ khóa mà Từ cái từ khóa trị nám Và sẽ được gợi ý các từ khóa gì Mà Google Ads gợi ý Rồi mình enter Sau đó mình bấm vào nút uh, Get gì sao tờ Đấy bấm vào đây Rồi và chờ một lát Chúng ta sẽ được tổng hợp Ok các bạn thấy không ạ Kéo xuống và chúng ta có được 959 từ khóa liên quan Đến cái từ khóa gốc trị nám đó, các bạn kéo xuống rất là nhiều đúng không? Rất nhiều, rất nhiều các từ khóa luôn. Cách trị nám tại nhà này. Mặt nạ trị nám này. Trị nám da này. Cách trị nám tàn nhang này. Đó, chị trị nám tàn tàn nhang tại nhà này. Đó, rồi tía tô trị nám này. Đúng không? Nám da mặt vùng má. Đấy, đấy là các từ khóa liên quan. Đó, đây là các từ khóa liên quan mà người dùng đang gõ xuống tìm kiếm. Đúng không ạ? Và cái điều đặc biệt của cái công cụ này nó khác với Youtube Search là chúng ta có thể đo lường được các chỉ số tiếp theo. Các cột bên này mình phân tích cho các bạn. Đó, cái cột này là cái cột mà cái dung lượng tìm kiếm hàng tháng. Thì ở đây nó thể hiện được là cái con số tìm kiếm của 30 ngày gần đây. Đó, 30 ngày gần đây của cái lượng người khách hàng mà đang gõ xuống tìm kiếm. Vậy thì cái cột này nó là 1k đến 10k nghĩa là từ 1 đến 10 000 người đang gõ cái từ khóa trị nám ở đây nhá. Yeah. Rồi ok, cái stream man channel tức là cái thay đổi ở sau à, 3 tháng gần đây, tức là 3 tháng gần đây cái lượng người tìm kiếm nó có tăng hay giảm đúng không ạ? Ở đây cái cột số 0 của chúng ta hiểu rằng là nó không có gì tăng giảm so với 3 tháng đó, kéo xuống là đây có những cái cột mà 900% là nghĩa rằng là cái số lượng tìm kiếm 3 tháng gần đây nó tăng vọt đến 900% đúng không với cái từ mặt nạ trị nám rồi tiếp theo đó là cái công cụ đó là cái cột mà competition đó là cái cột cạnh tranh ở đây là cái cột cạnh tranh cao hay là cạnh tranh thấp hay là cạnh tranh trung bình hay là cạnh tranh rất thấp đó, ở đây chúng ta có thể biết rằng cái từ khóa này có độ cạnh tranh như thế nào. Và tiếp tục à, hai cái cột này các bạn sẽ không cần quan tâm. thì nếu các bạn không chạy quảng cáo Google Ads thì không cần quan tâm cái này. Đây là cái cột gợi ý à, đề xuất cái lượng à, cái số tiền giá thầu mà các bạn có thể chạy quảng cáo với cái từ đấy. Và chúng ta chỉ cần quan tâm đến các cái từ mà từ khóa gợi ý, cái dung lượng tìm kiếm để chúng ta biết rằng à cái từ khóa này nó có hot hay không, có nhiều người tìm kiếm hay không, mức độ cạnh tranh như thế nào, độ tăng trưởng ở những tháng gần đây ra làm sao các bạn nhá rồi đấy là cái công cụ cũng hoàn toàn miễn phí mà các bạn có thể sử dụng nhờ vào cái công cụ google keyword planner rất là hay hoàn toàn là miễn phí dành cho các bạn Vâng và cái cách thức tiếp theo Cách số 3 mà mình hướng dẫn ở đây Sẽ là cái cách chúng ta follow đối thủ Chúng ta biến đối thủ thành những người thầy của mình ở Một trong các video gần đây mình đã chia sẻ về cái chiến lược Đó chính là sao chép và cải tiến đúng không ạ Và đó chúng là chúng ta cần phải tìm ra Những cái người thầy của mình những cái đối thủ của mình đấy họ thực sự là những người thầy để chúng ta có thể học hỏi họ follow họ và làm theo và sau đó chúng ta cải tiến sáng tạo thêm nhiều cái mới từ những cái, cái bài học từ những cái video thành công của họ và chúng ta sẽ vào cái kênh youtube của những cái đối thủ cùng ngành và chúng ta theo dõi họ và cái cách thức như sau các bạn nhé ok trên giao diện youtube thì các bạn sẽ tìm kiếm những cái đối thủ cùng ngành của mình đó, mình có thể gõ bằng những cái từ khóa hoặc là mình biết cụ thể ai là đối thủ của mình rồi mình sẽ vào cái kênh của họ đúng không các bạn à, ví dụ mình uh, trong trường hợp như này mình không biết được ai là người lớn nhất người khổng lồ cái người thành công nhất trong lĩnh vực của mình thì mình cứ gõ cái từ khóa xuống đúng không chị nám đi chẳng hạn mình làm cái nghề về chị nám mình gõ cái từ khóa chị nám xuống rồi ok vậy thì khi mà gõ xuống nó sẽ liệt kê ra rất nhiều các từ các video mà youtube cũng liệt kê cho mình đúng không ạ các bạn thấy rằng nó mở đầu là doctor chubby này đó, tiếp theo là bác sĩ hiếu này đó ờ, tiếp theo nữa là bác sĩ nguyên đó, bác sĩ nguyên đó rất nhiều đối thủ cùng ngành của tôi đây ví dụ thế chẳng hạn ví dụ tôi Uh, follow vào cái kênh của bác sĩ Hiếu Tôi sẽ bấm vào cái nút này Bấm vào cái tên kênh của bác sĩ Đấy rồi Cái kênh tiếp theo Tôi sẽ tìm xem là những cái video nào hot nhất Các video nào có cái chỉ số mà lượt xem cao nhất Thì mình sẽ xem họ Các bạn hiểu không ạ Bởi vì những cái video mà họ đã thành công rồi Những cái video mà họ đã làm quá tốt rồi vậy thì đấy là những cái điều mà khách hàng của chúng ta đang quan tâm vậy thì cái điều mà khách hàng của chúng ta đang quan tâm thì có đúng là cái vấn đề cái ý tưởng cái nội dung chúng ta cần chia sẻ đúng không ạ vậy thì cách thức như sau các bạn bấm vào cái nút video à, tiếp theo ở cái ô tên là short by các bạn bấm vào đây nghĩa là cái bộ lọc đấy ạ các bạn bấm vào đây các bạn chọn cho mình most popular tức là phổ biến nhất bấm vào phổ biến nhất vậy thì lần lượt À, YouTube sẽ lọc của chúng ta những cái video có nhiều lượt xem, nhiều lượt xem nhất, đúng không? Nó sẽ ở trên top đầu như này và lần lượt xuống bên dưới là những cái video có thứ hạng có lượt xem ít hơn, ít hơn dần đúng không ạ? Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng rất nhiều các video hàng triệu view ở đây, hàng trăm nghìn view ở đây, thì đó chính là những cái bài học thành công mà đối thủ cùng ngành chúng ta họ đang làm tốt. Vậy thì việc của mình là nghe xem và học hỏi cái đối thủ của mình họ đang làm gì Họ đang chia sẻ những cái giải pháp gì, họ đang nói điều gì Chúng ta học họ, biến họ thành những người thầy của mình Họ là mục tiêu chúng ta cần hướng đến học hỏi Sau đó chúng ta cải tiến từ những cái bài học thành công, từ những cái video đó Từ những cái thông điệp giá trị đó Vậy thì từng cái tiêu đề, từng cái nội dung giá trị Cũng là những cái ý tưởng của chúng ta có thể chia sẻ về trong cái video của mình trên kênh của mình các bạn nhá Việc đầu tiên là các bạn hãy sao chép tốt thì đáng khi các sao chép tốt rồi thì các bạn hãy cải tiến Ở đây ý mình không có nghĩa rằng các bạn phải sao chép 100% Mình copy hết hoàn toàn từ cái, từ đối thủ Từ những cái thông điệp, từ mọi thứ Ý mình rằng các bạn lấy cái ý tưởng đó Lấy cái lấy cái từ cái từ khóa này từ cái tiêu đề này hoặc là những cái thông điệp giá trị đấy mình đọc mình nghe mình hiểu sau đó mình chia sẻ theo cái quan điểm của mình theo cái góc nhìn của mình từ đó nó trở thành cái uh, sản phẩm video cũng như ý tưởng của bạn giải pháp của bạn các bạn nha rồi ok vâng và cách thứ tư mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các bạn đó chính là một cái công cụ giúp cho chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm kiếm ra các từ khóa à, giúp mình có thể à, đo lường tìm kiếm được những cái vấn đề mà thị trường đang tìm kiếm và chúng ta đo lường được các chỉ số Uh, cái uh, độ chen này, độ xu hướng này, mức độ cạnh tranh này, dung lượng tìm kiếm như thế nào, đó chính là công cụ rất là thân quen với một số bạn đã từng làm nhưng nếu các bạn chưa biết thì đó là gì? VidIQ. Rồi ở đây VidIQ mình đã cài rồi, các bạn có thể thấy rằng ở bên góc phải trên cùng nó có một cái biểu tượng uh, hình tròn màu xanh bên trong của tam giác đấy ạ. Có cái chữ là VidIQ, đúng không ạ? VidIQ Vision for YouTube. Các bạn chưa cài thì các bạn à, đơn giản thôi, các bạn mở trên trình duyệt Chrome, các bạn gõ cho mình chữ v i d. Đó, y ngắn q đúng không ạ? vid IQ đấy các bạn cách ra, các bạn gõ cho mình chữ chrome. Đó, rồi enter. Rồi các bạn à, bấm vào cái dòng tên là Đây cái trang web tên là Chrome.google.com iq Vision for Youtube Các bạn bấm vào đây nhé Và sau đó các bạn là uh, Tải cái add-on này về Đó uh, Đây hiện tại là mình đã cải Mình đã tải rồi Thế nên là cái ứng dụng này uh, Nó đang hiện cái nút là xóa khỏi Chrome muốn xóa hay không Còn nếu các bạn chưa có Thì nó sẽ có cái hiện là nút thêm vào Hoặc là nút cài đặt các bạn nhé Chỉ cần bấm vào đây thôi Tầm vài giây thôi Các bạn sẽ được cài đặt Cái tính năng đó và cái phần mềm này nó là một cái phần mềm mà cũng cho mình dùng uh, miễn phí đó tuy nhiên nếu như các bạn mà muốn mà sử dụng đầy đủ các công năng, các tính năng ví dụ như là đo đạt uh, về cái volume tìm kiếm mức độ cạnh tranh cái xu hướng cái trend đó thì các bạn có thể uh, mua trả phí cái phần mềm này nhé còn đâu là ngoài ra là nó cũng có cả cái miễn phí để cho các bạn trải nghiệm rồi ok thì khi mà mình đã cài đặt rồi thì trên từng cái video của mình đó, Từng cái video mà mình gõ tìm kiếm Đúng không ạ? Ví dụ mình sẽ xem cái oh, chị nám này đi này đó, Mình lại vào kênh của đó, bác sĩ Hiếu đi mình bấm vào Bạn sẽ Hiếu. làm gì để có thêm khách hàng tiềm năng mới mỗi ngày? Tôi đã nghe rất nhiều người khác ngoài kia khuyên rằng Tôi cần phải đăng bài lên Facebook cả Ok Chị nám 20 triệu Rồi ờ ở đây mình có cài cái công cụ uh, đó chính là Keyword everywhere ở buổi khác mình sẽ chia sẻ cho các bạn thì nó cũng tương tự với các công cụ uh, vít này thôi thì nó sẽ hiện các bộ từ khóa bên cạnh thì vậy thì vít iq nó sẽ hiện cho các bạn ở đây các thông số ở sau đây ở cái ô bên phía phải như này này các bạn thấy không ạ đó, thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái điểm sale điểm seo trên kênh đó từng các chỉ số một nó chỉ số rất là đẹp các bạn thấy không ạ đó điểm sale thứ hai chúng ta có thể uh, tìm được các từ khóa mà kênh của uh, chuyên gia của đối thủ uh, của thầy đối thủ của chúng ta họ đang dùng những từ khóa gì đúng không và đây là các cái từ khóa mà họ đang làm đó vậy thì việc của chúng ta là mình hãy sao chép những cái từ khóa này đó, biến nó thành những cái uh, nội dung những cái chủ đề video của mình những ý tưởng video của mình đó và sử dụng luôn những cái hashtag như này để mình cho lên hashtag trên video trên kênh của mình các bạn nhé. Và nhớ loại bỏ đi những cái từ khóa mang tính chất là tên kênh uh, của họ để mình không bị trùng lập cũng như là seo chính cho họ các bạn nhé. Chỉ sử dụng từ khóa để lấy làm ý tưởng, lấy làm nội dung và để làm seo uh, trên các uh, uh, checklist sale của mình trên YouTube các bạn nhé. Ok. Và ngoài ra các bạn cũng có thể vào trực tiếp trang chủ của vidIQ IQ bằng cách gõ viết IQ.com rồi và mình đăng nhập vào đây rồi đăng nhập vào tài khoản mà mình đã, đã có ở cao rồi ok rồi và các bạn thấy rằng là chúng ta có những cái ô tìm kiếm đó là cái nút keyword opportunity đây, đúng không các bạn đó mình có thể gõ vào đây đó, ví dụ mình gõ cái từ ví dụ như là chị gâu chẳng hạn đi chị gầu đi ok mình sẽ gõ và mong muốn tìm kiếm xem là người dùng đang gõ cái gì với cái từ khóa gốc chị gầu thế này nào cùng enter rồi và chỉ một lát thôi chúng ta đã được gợi ý đây các bạn thấy không ạ có tổng là 242 kết quả từ khóa liên quan đó đến cái từ khóa chị gầu mà mình muốn tìm kiếm ở trong trường hợp mà mình bán về các sản phẩm về dầu gội đúng không dầu gội dầu xả hay các sản phẩm về chăm sóc tóc dưỡng tóc thì mình sẽ gõ cái từ khóa trị gầu và các bạn có thể tìm thêm nhiều cái từ khóa gốc khác nhau nhá. Bấm vào đây sẽ lọc ra rất là nhiều chi tiết các từ khóa các bạn thấy không ạ. Người dùng đang gõ xuống đây và ý tưởng ở đây chứ ở đâu đúng không các bạn? Đó rất nhiều rất nhiều các từ khóa gốc liên quan đến cái từ uh, trị gầu đúng không? trị gầu hiệu quả trị gầu tại nhà uh, đó trị gầu bằng chanh. Và bên phải này cũng tương tự với công cụ uh, google keyword Planner đúng không ạ? Google Keyword Planner cũng có tương tự. Ở, ở đây chúng ta có thể thấy rằng relevance uh, score tức là cái uh, cái cái điểm liên quan đến cái từ khóa gốc của mình. Đó, điểm càng cao thì mức độ liên quan uh, càng lớn, cái, cái điểm số là càng cao càng tốt các bạn nhá. Search volume chúng ta thấy rằng đây là cái dung lượng tìm kiếm, bao nhiêu người đang tìm kiếm. Đó, thì chúng ta thấy là con số này cũng càng lớn càng tốt. Rồi tiếp theo competition là cái mức độ cạnh tranh. Cạnh tranh cao, cạnh tranh trung bình cạnh tranh thấp và rất thấp chúng ta dĩ nhiên là thấp và rất thấp là cái điều chúng ta mong muốn tìm kiếm rồi các bạn tìm ở đây nhá rồi overo đây là cái điểm seo number of Word đây là cái số lượng từ ở trong từ khóa đó rồi cái việc này là chúng ta cứ là tiếp tục là tìm kiếm thôi đúng không tìm kiếm và sau đó chúng ta đo lường phân tích các chỉ số như thế này rất là đơn giản với công cụ viết iq ok trên đây nguyễn anh tùng vừa chia sẻ cho các bạn bốn phương pháp để các bạn có thể tìm kiếm cho mình những cái từ khóa những cái ý tưởng làm nội dung video marketing không giới hạn vậy thì từ ngày hôm nay chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ lo về ý tưởng đúng không ạ để từ đó các bạn thao làm không bao giờ lo về bí hôm nay là quay cái gì ngày mai quay nói cái gì đây vậy thì các bạn có thể ngồi một lúc thôi các bạn dành ra cho mình à, một buổi thôi các bạn có thể tìm ra đến cả ngàn các từ khóa đang rất là có xu hướng đang có nhiều người tìm kiếm hay là đối thủ của chúng ta làm rất tốt vậy từ đó chúng ta tiếp tục trên con đường xây dựng cho cái kênh của mình uh, những cái nội dung video marketing giá trị để thu về những lượng khách hàng tiềm năng thật lớn các bạn nhá. Ok, chúc các bạn thành công với bốn giải pháp mà Nguyễn Anh Tùng vừa chia sẻ. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Anh Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký subscribe kênh của Tùng và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.